Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Thưa quý vị khán giả, sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ là phần điểm tin chính của chương trình. Người dân thành phố Hồ Chí Minh vất vả đổ xăng lúc nửa đêm. Phát hiện đường dây gửi hàng vào Bình Dương chứa 30kg ma túy. Hai học sinh lên mạng mua ma túy về chia nhỏ bán kiếm lời. Lượm ve chai để trong nhà, hai mẹ con chết thảm trong đám cháy. Thưa quý vị, tình hình cung ứng xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó và hiện nay vẫn đang tiếp diễn. Không ít người dân lo không có nhiên liệu để đi lại đã ùn kéo nhau đi mua xăng, dẫn đến tình trạng nửa đêm vẫn còn khách xếp hàng chờ đến lượt. Ghi nhận trong 2 ngày qua, đặc biệt là vào lúc rạng sáng ngày 1 tháng 11, hàng trăm người dân vẫn chưa về nhà được vì chưa được đổ xăng. Tình trạng mua xăng khó khăn này xảy ra ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu phần tin nóng là ghi nhận của phóng viên nóng 24 giờ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần 0 giờ đêm, rất nhiều người dân quanh khu vực quận Nhất buồn bã, chán nản vì đứng chờ gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa được đổ xăng tại cây xăng thuộc hệ thống Petrolimex nằm ở ngã tư Hai Bà Trưng giao Trần Cao Vân, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đức Anh, nhà thành phố Thủ Đức cùng nhóm bạn ở trường đại học Nôm Nao nóng ruột không kém khi đã quá nửa đêm vẫn chưa có xăng để chạy xe về. Em chờ đây được nửa tiếng rồi, quá tệ luôn. Tụi em đi uống nước về, để hết sạch xăng luôn. Dạ. Tại quận 9, lo cùng lắm dắt bộ. Rất nhiều người đã phải bỏ cuộc hoặc chạy vòng vòng để tìm kiếm một cây xăng khác. Trước thực trạng này, các chuyên gia kinh tế đề nghị Bộ Công Thương quản lý toàn diện phần xăng dầu, gồm quyết định về giá, chi phí định mức, đảm bảo nguồn cung chủ động. Việc quản lý sản xuất, kinh doanh xăng dầu sẽ giúp Bộ Công Thương nắm rõ về giá thế giới, giá trong nước cũng như các chi phí của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu, từ đó sẽ đảm bảo nguồn cung, tránh tình trạng hết hàng như hiện nay. Còn tại tỉnh Bình Dương, công an địa phương này đã triệt phá nhiều vụ án liên quan đến mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy quy mô lớn, trong đó có vụ tuồn ma túy thông qua gửi hàng từ nước ngoài vào tỉnh với số lượng lớn. Thông tin này được công an tỉnh Bình Dương cho biết vào chiều qua 1 tháng 11 tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội 10 tháng của năm 2022 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức, thưa quý vị. Trước đó, ngày 26 tháng 10, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Ý, sinh năm 1993, quê Nghệ An, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 50.000 viên thuốc lắc với tổng khối lượng 37kg. Đây là số ma túy được các đối tượng vận chuyển từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam, tuồn vào tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Bình Dương. Lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương cũng vừa bắt giữ 8 đối tượng sử dụng ma túy và có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 120 gram ma túy các loại, thu giữ 4 khẩu súng, 88 viên đạn. Trong 10 tháng qua, Công an tỉnh Bình Dương triệt xóa 34 vụ mua bán, tàng trữ ma túy, bắt 57 đối tượng, thu giữ hơn 31,5 kg ma túy các loại. Tại tỉnh Vĩnh Long hôm qua, người dân địa phương này bàng hoàng phát hiện một thi thể trong giai đoạn phân hủy nổi trên sông Cổ Chiên. Qua xác minh ban đầu, thi thể trên là nam giới và chưa rõ danh tính, thưa quý vị. Trưa ngày 1 tháng 11, người dân làm nghề giăng lưới trên sông Cổ Chiên, đoạn qua Cồn Chim, đã phát hiện một thi thể nổi trên sông. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến lấy lời khai người báo tin, bảo vệ hiện trường. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ điều động xe chuyên dụng, cano và 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để đưa thi thể trên vào bờ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Một sự việc kinh hoàng vừa xảy ra tại tỉnh Bắc Giang. Đối tượng côn đồ đã chặn xe máy, dùng dao tấn công một nam sinh và một nữ sinh trường trung học phổ thông Phương Sơn, huyện Lục Nam. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam đã vào cuộc điều tra xác minh, bước đầu xác nhận nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm cá nhân. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 11 giờ ngày 29 tháng 10 khi Hoàng Duy Hắc, sinh năm 2005, chạy xe máy chở bạn học tên O về, bất ngờ bị Nguyễn Văn Hùng, trú huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và một người khác đến chặn đánh. Theo hình ảnh clip được camera an ninh ghi lại, nam thanh niên dùng tay đánh đấm nữ sinh tấn công nam sinh tới tấp. Dù có người dân xung quanh ra can ngăn, nhưng đối tượng đã mở cốp xe, lấy dao và tấn công nam sinh.
Trong lúc bâu thuẫn, đối tượng Nguyễn Văn Hùng khẳng định đang muốn đi tù. Hôm nay sẽ giết chết chúng nó. May mắn, một người dân chạy xe ngang qua, nam sinh kịp thời lên xe đi nhờ. Đối tượng còn đuổi theo nhưng không kịp. Đối tượng cầm dao quay lại đe dọa nữ sinh, sau đó rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc. Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Thao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai đối tượng đang là học sinh vì tội mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Đáng chú ý, chất ma túy mà hai học sinh này bán là loại mới lần đầu xuất hiện ở tỉnh Phú Thọ. Qua vụ việc này, cơ quan chức năng cảnh báo các bậc phụ huynh quan tâm sâu sát với con em mình để tránh những hậu quả pháp lý đáng tiếc. Vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 14 tháng 10 tại thị trấn Lâm Thao, Công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ kiểm tra, phát hiện Đỗ Đức M, 17 tuổi, trú huyện Lâm Thao đang tàng trữ một lọ thủy tinh, bên trong có chứa dung dịch màu nâu đỏ, thể tích 5ml và một hộp giấy hình chữ nhật, bên trong có 5 vật trụ tròn màu đen dài 11cm. M khai nhận chất lỏng trong lọ thủy tinh và trong các vật hình trụ tròn là ma túy do Phan Quang Tê, 17 tuổi, trú tại huyện Lâm Thao đưa cho M để bán. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của T và M, thu giữ thêm nhiều vật dụng có liên quan. Kết quả trưng cầu giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kết luận dung dịch màu nâu đỏ trong lọ thủy tinh và 5 vật trụ tròn màu đen của M là ma túy ADB Butinaca. Đây là chất ma túy ở số thứ tự 92 danh mục 2, Nghị định 57 năm 2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất ma túy. Đây là chất ma túy mới trong danh mục, lần đầu phát hiện ở tỉnh Phú Thọ. Tại cơ quan điều tra, Tê khai nhận đã mua số ma túy trên qua mạng xã hội và nhận qua đường bưu điện với giá 900.000 đồng. Sau đó, Tê mang về sang chiếc 3 lọ nhỏ hơn rồi đưa cho anh M cất giấu để bán. Ngày 13 tháng 10, có một đối tượng liên hệ với Tê để mua 2 lọ với giá 400.000 đồng và Tê chỉ đạo anh M mang đi giao cho khách. Cả Tê và M hiện đang là học sinh cấp 3 của một trường trên địa bàn. Để có tiền tiêu xài, một thiếu niên 16 tuổi ở tỉnh Trà Vinh đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn, khiến nhiều người vô cùng ngỡ ngàng. Nhanh chóng vào cuộc từ lời khai của thiếu niên này, Công an xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã thu hồi một xe máy. Hiện các vụ trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thông tin ban đầu, ngày 25 tháng 10 tiếp nhận tin báo mất trộm xe máy của người dân ở xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, lực lượng công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra xác minh vụ việc. Sau đó, công an đã mời HTG, 16 tuổi, ngụ tại địa phương lên làm việc. Tại cơ quan công an, Rê đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Qua làm việc, Rê còn khai nhận, để có tiền tiêu xài cá nhân, Rê đã thực hiện một vụ trộm xe máy, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam Vũ Xuân Tú, 44 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quý vị biết không, đây là vị bác sĩ giỏm đã mua văn bằng chứng chỉ để mở phòng khám nha khoa. Theo kết quả điều tra ban đầu vào năm 2008, Vũ Xuân Tú, 44 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đến tỉnh Bình Dương mua bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ngành răng hàm mặt và công nhận danh hiệu bác sĩ răng hàm mặt, tên Vũ Xuân Tú, ngụ tỉnh Thanh Hóa. Đến năm 2014, Tú đem văn bằng chứng chỉ giả trên đến Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa nộp hồ sơ để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt và làm răng hàm giả. Sau đó, năm 2021, Tú sử dụng chứng chỉ này nộp hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Nha khoa Công nghệ cao An Giang tại tỉnh An Giang. Tháng 5 năm 2022, Đoàn Thanh tra Sở Y tế tỉnh An Giang tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về hành nghề y trên địa bàn, nghi ngờ Tú sử dụng văn bằng chứng chỉ giả nên chuyển hồ sơ sang công an để xử lý. Tú đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Cũng tại An Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố bắt tạm giam một nữ giám đốc về tội buôn lậu lô hàng nước giải khát trị giá gần 8,7 tỷ đồng. Được biết, đối tượng khai báo đã nhập khẩu 20.000 thùng nước giải khát, nhưng thực tế đưa về nước khoảng 49.000 thùng. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ ngày 4 tháng 11 năm 2019 đến ngày 7 tháng 11 năm 2019, công ty Toàn Cầu huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước do Vũ Thị Kim Phượng làm giám đốc đã khai báo trên hệ thống hải quan điện tử 2 tờ khai hải quan điện tử để nhập khẩu 20.000 thùng, loại 24 lon mỗi thùng, nước giải khát có ga.
Phượng nhờ một người thuê ba ghe đi từ Việt Nam đến cửa khẩu Krai Thom, huyện Kon Thum, tỉnh Kandan, Campuchia để chở số nước giải khát trên về Việt Nam. Đến ngày 9 tháng 11 năm 2019, ba ghe vận chuyển nước giải khát về đến khu vực giám sát đường sông của Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình neo đậu chờ làm thủ tục nhập khẩu. Tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa trên ba ghe, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phát hiện số hàng hóa không đúng như khai báo ban đầu. Tổng lô hàng lên đến khoảng 49.000 thùng nước giải khát, ước tổng trị giá hàng hóa gần 8,7 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, bà Kim Phượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số nước giải khát kiểm chênh lệch trên ba ghe. Đến ngày 21 tháng 2 năm 2020, Cục Hải quan tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án về tội buôn lậu liên quan đến công ty Toàn Cầu. Đến nay, cơ quan chức năng khởi tố bị can tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Xin được chuyển sang thông tin về tình hình giao thông. Mới đây tại tỉnh Bình Dương, một xe máy va chạm với xe máy điện đã khiến một nam công nhân tử vong thương tâm. Được biết do nam công nhân này không đội nón bảo hiểm nên khi tai nạn xảy ra đã bị đập đầu xuống đường nằm bất động. Mặc dù sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên anh ấy đã không qua khỏi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút tối 31 tháng 10, anh Bùi Văn Lẫm, 29 tuổi, quê An Giang, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67M139502 lưu thông trên đường Huỳnh Thị Tươi, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Khi tới đoạn qua bờ hồ khu dân cư Biconsi, xe mô tô va chạm với xe máy điện do một nam thanh niên khác điều khiển chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh làm hai người ngã ra đường. Anh Lẫm không đội nón bảo hiểm nên đập đầu xuống đường nằm bất động. Hai nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh Lẫm đã không qua khỏi. Tai nạn còn làm hai phương tiện hư hỏng nặng. Được biết, vợ chồng anh Lẫm làm công nhân, có một con gái 2 tuổi. Người vợ làm tăng ca nên anh Lẫm chạy xe đi đón. Khi đang trên đường đi thì gặp nạn. Tiếp theo là thông tin chúng tôi cập nhật về một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở An Giang. Cụ thể là khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 11, tại số nhà 103, đường Nguyễn Đình Chiểu, khóm 4, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, đã xảy ra vụ cháy làm hai mẹ con chết thảm. Khi xảy ra cháy, cửa thoát hiểm đã bị tắt nên không cứu kịp họ. Sau đây là những hình ảnh tại hiện trường. Được biết, sau khi nhận được thông tin báo cháy thì lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh An Giang phối hợp với các ngành chức năng thành phố Châu Đốc khẩn trương đến hiện trường dập lửa. Đến 30 phút sau, đám cháy được dập tắt, đơn vị đã kịp thời cứu được ông Lâm Truyền Vân, 64 tuổi, ra khỏi nhà. Còn lại, chị TCC, 38 tuổi và bé TBTR, tên của nạn nhân đã được viết tắt, 7 tuổi, con gái của chị C bị kẹt trong đám cháy, đã chết ngộp. Theo Thượng tá Võ Phúc Thọ, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang cho biết, do chị C có dấu hiệu của bệnh tâm thần nên đã lượm rất nhiều bọc ni lông, chai, lon để trong nhà. Vì vậy, khi xảy ra cháy thì ngọn lửa đã cháy rất nhanh và xuất hiện khói rất nhiều. Đặc biệt là lối thoát hiểm của nhà bị tắc nghẽn nên lực lượng chức năng không thể tiếp cận vào hai mẹ con, dẫn đến bị chết ngộp. Nhiều người dân tại hiện trường cho biết ngôi nhà này của ông Vân còn có chị C và cháu TR từ thành phố Hồ Chí Minh về đây ở nhờ hơn 4 năm qua. Chị C bị bệnh không bình thường nên thường xuyên lượm bọc ni lông mang về nhà rất nhiều. Tại căn nhà này, do chị C lượm bọc ni lông rất nhiều rồi nhét vào cửa sau của ngôi nhà nên không có lối thoát hiểm. Khi xảy ra vụ cháy thì chị C và bé TR đang ở tầng trên, còn ông Vân ở tầng dưới nên lực lượng chức năng mới cứu kịp thời. Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tỉnh An Giang tiếp tục điều tra. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, từ trung tâm đến ngoại thành, người dân vẫn chật vật khi đổ xăng vì tình trạng hết hàng, ngưng bán hoặc hoạt động cầm chừng vẫn tái diễn và đang lan rộng. Ngoài việc ngừng bán hẳn hoặc hết xăng còn dầu, nhiều cây xăng chỉ hoạt động 1 đến 2 trụ bơm, giới hạn số lượng bán ra mỗi lượt hay nghỉ bán do sửa chữa hạ tầng. Không chỉ khổ sở vì đổ xăng mà mới đây chủ xe của một xe ô tô đến đổ xăng tại một cây xăng trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, khi vừa bước ra ngoài đã bị một tên trộm mở cửa xe lấy đi tài sản ước tính gần 20 triệu đồng. Hiện vụ việc đã được trình báo và công an đang điều tra, truy bắt thủ phạm. Theo hình ảnh, khi nam tài xế bước xuống xe yêu cầu nhân viên tiếp nhiên liệu, thì có một người đàn ông lẻn đến phía bên kia ô tô, nhìn vào bên trong và quan sát xung quanh. Khi phát hiện trong xe không có ai, người đàn ông mở cửa ghế phụ, chui vào trong lấy gì đó. Xong việc, người này giấu thứ vừa lấy vào vạt áo, đóng cửa lại, rồi mau chóng rời đi. Tiếp theo là một clip chắc chắn sẽ khiến quý vị đều phải bật cười khi thấy phản ứng của người đàn ông đang ngồi trong một nhà hàng. Bỗng nhiên, một người phụ nữ đi xe máy bị mất lái đã lao thẳng vào nhà hàng, đâm vào cửa sắt. Đó là phản ứng gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
Theo clip, có hai người đàn ông đang ngồi trong một nhà hàng. Bỗng nhiên, một người phụ nữ đi xe máy bị mất lái đã lao thẳng vào nhà hàng, đâm vào cửa sắt. Cư dân mạng chưa kịp đau hộ người phụ nữ không may, thì ai nấy đều phải bật cười khi thấy phản ứng của người đàn ông đang ngồi gần đó. Đa số mọi người đưa ra những lời bình luận hài hước, dí dỏm về phản ứng của người đàn ông trước vụ tai nạn. Cũng là một tình huống hài hước ghi lại một khoảnh khắc của anh thợ sửa xe khi khách hàng đưa xe máy đến cửa hàng nhưng anh thợ sửa khu vực bánh sau. Tiếp nhận xe từ khách hàng, anh thợ đưa chiếc xe máy lên bàn nâng để dễ dàng tháo lắp. Và tiếp theo đó là gì? Quý vị xem ngay sau đây nhé. Theo đoạn clip ghi lại, khách hàng đưa xe máy đến cửa hàng nhờ anh thợ sửa khu vực bánh sau. Ban đầu mọi hành động diễn ra khá bình thường. Tuy nhiên, khi anh này tháo các bộ phận ra, thì chiếc lốp xe từ trên cao bỗng rơi xuống nền nhà và theo đà lăn ra ngoài đường. Lúc này anh thợ sửa xe theo phản xạ đã đưa chân ra cản, nhưng chiếc lốp xe vẫn lăn bon bon ra đường. Rất may, một người đi xe máy ngoài đường đã kịp đi chậm lại, tránh vụ va chạm không đáng có. Kính thưa quý vị khán giả, ngày nay mạng xã hội phát triển bùng nổ đã phơi bày mọi góc tối trong mối quan hệ của con người, trong đó có cả cuộc chiến hôn nhân. Vừa qua thì mạng xã hội liên tục xuất hiện các vụ việc vợ hoặc là chồng bóc phốt nhau ngoại tình bằng clip, ảnh chụp màn hình tin nhắn. Họ cho rằng việc này không chỉ giáng đòn đau khiến nửa kia bừng tỉnh mà còn khiến tiểu tam mất mặt vì quá trơ trẽn. Và dư luận cũng đã nhiều phen choáng váng trước những drama hôn nhân kịch tính được phơi bày theo nhiều cách. Thế nhưng dù đánh ghen trực tiếp hay gián tiếp, bên ngoài hay trên mạng xã hội đều mang lại những tổn thương nặng nề cho cả người trong cuộc và các mối quan hệ xung quanh. Hãy cùng đến với phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi trong chuyên mục Điều gì đang xảy ra để lắng nghe ý kiến của những người dân và chuyên gia tâm lý về vấn đề này. Giữa tháng 9, một vụ ngoại tình rầm rộ trên mạng xã hội khi tất cả tin nhắn, cuộc nói chuyện giữa vợ và nhân tình được người chồng tung lên mạng. Theo đó, người chồng đăng lên mạng với nội dung 16 năm tình nghĩa vợ chồng không bằng vài phút mặn nồng bên anh, kèm theo hình ảnh chụp màn hình, nội dung tin nhắn ngoại tình vô cùng nhạy cảm khiến người đọc không khỏi nổi gai ốc. Được biết, đã nhiều lần nhẫn nhịn nhưng không thể kiềm chế được nữa, người chồng mới đành đăng lên mạng nhờ cộng đồng mạng phân xử giùm. Đây cũng là vụ đánh ghen gây chấn động một thời gian. Cụ thể, khi người vợ về nhà thì phát hiện chồng cùng người tình đang ngủ trên giường mình trong tình trạng nhạy cảm. Người vợ ngay lập tức lên mạng livestream. Cô không đánh thức ngay lập tức mà vừa khóc vừa lay. Sau đó, cảm xúc bùng nổ khiến cô lao vào chửi mắng cặp tình nhân đang nằm trên giường. Video phát trực tiếp đã thu hút đông đảo cộng đồng mạng vào xem và hàng ngàn bình luận. Tuy cách thức đánh ghen khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, chính là các vụ việc đánh ghen ngày nay đều được lan truyền trên mạng xã hội. Mình cũng thông cảm cho những cái cảm xúc ghen tuông này, nhưng mà thật sự thì mình không thể nào chịu được khi có những cái cảnh đánh ghen kiểu 4.0 như vậy. Chuyện đánh ghen á, mình thấy nó không có hay ho gì cả, mà không biết sao mọi người cứ rầm rộ lên mạng như vậy. Dù đúng hay sai thì cái việc mà đăng lên như vậy thì chẳng khác nào là đang tự làm mất mặt họ. Khi mà mình tung tin nhắn trên mạng, mình chụp màn hình, mình nói xấu đối phương trên mạng, mình nói xấu chồng vợ mình trên mạng, thì chính cái hình ảnh của gia đình mình, chính hình ảnh của những người thân của mình, đặc biệt là hình ảnh của bố các con của mình, mẹ các con của mình sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Và như vậy thì những người bên ngoài, nhất là những người thân khác, họ hàng, láng giềng, bạn bè, cơ quan, đồng nghiệp, đối tác, họ sẽ nhìn như thế nào về mình và về những người thân của mình? Rồi những đứa con của mình nó sẽ nhìn nhận như thế nào về danh dự của bố mẹ, về uy tín của bố mẹ? Và cái quan trọng hơn, các con nó sẽ đánh mất niềm tin vào cả hai bên, cả người đi đánh ghen và cả người bị đánh ghen. Thì như vậy cái lợi thì không thấy, nhưng cái hại thì rất là nhiều. Ghen là cảm xúc bản năng tồn tại trong mỗi người. Khi chúng ta cảm thấy bị tổn thương trong tình yêu thì cảm xúc ghen sẽ trỗi dậy nhằm mục đích trả thù, dẫn đến những hành vi cả giận mất khôn. Song những hành vi này cũng không giải quyết được gốc rễ của vấn đề mà càng làm vấn đề thêm tồi tệ hơn. Để có đủ lý trí trong mỗi cơn giận, ai cũng cần có thời gian để rèn luyện kỹ năng quản lý cảm xúc. Chỉ khi đó mới có thể làm chủ suy nghĩ, hành vi của chính mình. Thì khi người ta hiểu được cái trách nhiệm á, thì người ta sẽ không còn ghen tuông nhiều nữa, không còn nóng giận nhiều nữa. Đấy nó thuộc về nhận ra bản thân mình có thể làm gì, chịu trách nhiệm gì và vấn đề nó nằm ở đâu.
thì điều đó giúp cho chúng ta kiểm soát được cái cảm xúc của chúng ta. Chúng ta bình tĩnh hơn. Một cái kỹ thuật thứ hai đó là hít thở. Khi có bất kỳ điều bất như thế nào, khi có bất kỳ một cái tổn thương nào nó làm cho mình trỗi lên cái cảm xúc tiêu cực đó, xin nhắc lại, trỗi lên cảm xúc tiêu cực là bản năng nha, bạn hãy có nha, nhưng mà mình hoàn toàn có thể dùng hơi thở để kiểm soát nó. Khi bạn hít thở đủ rồi, bạn thấy bạn bình tâm rồi, bạn thấy bạn cơ thể của bạn thả lỏng rồi, bạn thấy bạn không bị trồi lên những cảm xúc điên loạn nữa, thì lúc đấy bạn mới hành xử lúc đó là dựa trên sự cân nhắc tính toán. Bạn sẽ phân biệt được đúng sai, bạn sẽ phân biệt được lợi hại. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Vì thế, nên cân nhắc kỹ mọi việc làm, đừng để cảm xúc lấn át lý trí, để rồi để lại những vết nhơ không thể xóa mờ. Như hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Bản tin này sẽ quay lại vào ngày mai để chia sẻ đến quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất. Còn bây giờ thì Hải Vân và Xuân Nghĩa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.